xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 37: Thuốc Nam, thuốc Bắc có thể điều trị được ung thư. Hiện nay, chưa có bằng chứng nào từ các nghiên cứu trên người ghi nhận rằng các phương thuốc từ các loại thảo dược có thể điều trị, ngăn ngừa hay chữa lành bất kỳ loại ung thư nào. Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy một vài thảo dược đông y có tác dụng kéo dài thời gian sống, giảm tác dụng phụ, giảm nguy cơ tái phát, đặc biệt là khi kết hợp với phương pháp điều trị của y học hiện đại. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này được thực hiện và công bố ở Trung Quốc. Một số công trình không mô tả được loại thảo dược được sử dụng hoặc không đủ thông tin mô tả về cách tiến hành nghiên cứu. Thực trạng về thảo dược đông y hiện nay ở Việt Nam là một vấn đề đáng lo ngại. Phần lớn nguồn thuốc đông y được nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 70.000 đến 100.000 tấn. Trong đó, 80% thuốc đông y có nguồn gốc không rõ ràng và không có một cơ chế, phương pháp nào kiểm tra chất lượng các sản phẩm này. Không những thế, các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền thường là cha truyền con nối, không có cơ chế hay cách thức nào kiểm tra chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở trên. Chưa kể đến các bài thuốc dân gian, truyền miệng chưa được kiểm chứng chất lượng cũng như nguồn gốc. Vì vậy, ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị ung thư ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, y học cổ truyền là hệ thống chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc lâu đời, phát triển qua hàng ngàn năm. Sự tồn tại của y học cổ truyền đến ngày nay thể hiện vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe con người. Y học cổ truyền chính thống ở Việt Nam hiện nay theo hai hệ thống chính là y học cổ truyền Việt Nam và y học cổ truyền Trung Quốc, dân gian thường gọi là thuốc Nam và thuốc Bắc. Hai hệ thống này tuy khác nhau về một số dược liệu nhưng đều dựa trên nền tảng của y học cổ truyền phương Đông xưa. Mặc dù y học thực nghiệm chưa chứng minh được vai trò điều trị của y học cổ truyền đối với ung thư, nhưng đã có bằng chứng trong việc hỗ trợ điều trị cũng như nâng cao thể trạng và sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân bằng các liệu pháp y học cổ truyền như dưỡng sinh, châm cứu, bấm huyệt. Tuy nhiên, thực trạng Việt Nam không lý tưởng như các nước tiến bộ. Vì vậy, vai trò của y học cổ truyền trong ung thư vẫn còn rất khiêm tốn. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, khi cần đến các phương pháp điều trị y học cổ truyền cho bệnh nhân ung thư, chúng ta nên tham khảo sự tư vấn của các bác sĩ y học cổ truyền chính thống tại các cơ sở y tế uy tín và được công nhận. Sự thật, thuốc Bắc, thuốc Nam không phải là phương pháp điều trị chính thống, chỉ có tác dụng hỗ trợ trong điều trị ung thư. Bác sĩ Nguyễn Sĩ Cam. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.